Chào bà. Sao rồi? Phỏng vấn không được đúng không? Con cứ bình thường đi. Ông trời không muốn tiệc cái đường sống của ai hết trơn trọi á. Nghe chưa? Đừng có lo. Hả? À? Ba. Ừ? Nhưng mà con không hiểu nổi. Con làm việc ở một chỗ lớn rồi mà đi qua chỗ khác thì họ lại bảo con là kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm. Thôi hạ quả, đừng có lo. Nghe không? Chị nghe nè. Trời ơi, hai đứa ơi. Nằm bên trái bên phải cũng gọi điện thoại mét chị nữa là sao? Chị đang bực bội lắm, nữa gọi chị nữa nha. Nè, con nghe ba nói nè. Hả? À, thanh xuân như một hộp trà, hộp qua hộp lại hết bà thanh xuân. Nghe rõ không? Con với thằng Tùng cứ vậy hoài, thấy con có đáng không? Thôi ngồi yên đây đi, bà vô bà pha cho con ly nước uống. Hả? Bà làm cái gì vậy? Trời đất ơi, bà định dùng bùa mê thuốc lú gì rồi bà cướp đoạt tài sản của con gái tôi đúng không? Bà chơi thuốc mê đúng không? Có phải không? Rồi định rờ rờ cái gì mà nhẹ nhẹ từ từ vậy? Thấy chưa, con nhìn thấy không? Trời ơi, cái kiểu này nè là giả bộ nghèo khổ nè, đói khát nè, để mà tiếp cận người ta, để tạo lòng tin, rồi cái trộm đồ của người ta nè. Trời ơi, bà lớn tuổi rồi sao bà không làm việc phước đức? Bà đi làm cái việc gì mà ác đức vậy? Hả? Ba bình tĩnh đi ba. Không phải đâu. Sao con thấy tay chân của bà run quá kìa. Bà ơi, bà ngồi xuống đây đi. Bà có sao không bà? Bà ơi, bà có sao không? Số điện thoại. Dạ anh Bảo phải không ạ? Dạ anh ơi, hình như mẹ của anh đang gặp chuyện gì á. Dạ rồi, để tôi nhắn cho anh địa chỉ liền nha. Dạ. Nè, thấy có vẻ không có nghèo khổ, nhưng mà làm gì mà trong này nguyên vỏ toàn đồ ăn không vậy? Bộ bà định đi picnic hả? Con tôi nó thích ăn lắm, tôi có cho ông đâu. Trời ơi, bà nghĩ sao mà tôi thèm ăn? Dép đâu. Bà bình tĩnh nha bà, con trai của bà tới liền đó. Bà đừng làm tôi sợ nha. Ba hồi cười bốn hồi nghiêm. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Trời ơi. Ủa, anh Bảo. Ủa, Vi. Hả? Ba. Sao? Cái anh này là người hồi sáng trực tiếp phỏng vấn con á. Hồi sáng con phỏng vấn là do cái cậu này á hả? Thì ra là cậu. Cậu nghĩ làm sao con gái của tôi nó vô nó phỏng vấn, nó làm việc nó quá ư là kinh nghiệm, cậu nghĩ sao mà phải đánh tụi nó rớt vậy hả? Dạ không, mọi chuyện vẫn còn đang suy xét với lại chờ xét việc nha bác. Suy xét chờ xét việc hả? Cậu có quyền quyết định cho nên suy xét xét việc. Suy xét xét việc, đây là mẹ của cậu. Dạ. Trời ơi, chị ơi, nói cho chị nghe nghe, thầy thương lắm, đi lạc đó, mà không gặp được hai cha con tôi là coi như là tứ cố vô thân, không biết mù bơ mù bất ở đâu rồi đó.
Dạ con cảm ơn bác với em nhiều nha. Mẹ con bị bệnh mất trí nhớ tạm thời vậy cho nên lúc quên lúc nhớ vậy hả. Dạ thương quá. Thôi về nha mẹ. Nè nè chị ơi, hay là giận vậy bị mất trí nhớ tạm thời mà lên đây đâu có ai chăm sóc. Thôi chị ở đây đi, tôi chăm sóc cho chị từng miếng ăn giấc ngủ, tôi lo cho chị tất cả mọi thứ trên đời này, chị thấy làm sao? Vậy dắt đi tắm mà. Thôi dạ thôi con cảm ơn bác với lại em nha, con xin phép đưa mẹ con về nha. Dạ về về mẹ về. Thôi mình về mẹ. Dạ hả, không tắm hả? Không tắm ha. Dạ, thôi về không tắm thì về ha. Dạ thôi mình về mẹ. Ê cậu ơi, còn dạ. Cái vụ gái của tôi nghe cái vụ mà duyệt xét duyệt hả cậu? Chị nói mình tính sao vậy bác? Con nhỏ này được nè, được lắm á. Dạ thôi đi con. Dạ về mẹ. Dạ bà nói nhỏ này được là bà nói được, nhưng mà còn cái người con trai kìa, nói không được thì cũng không được hả con ơi. Ủa sao kỳ vậy? Cái chuyện này nó ngộ ngộ chứ. Con có suy nghĩ gì không? Ba phát hiện, ba thấy ba không hề ăn bánh mà ba liếm bánh không. Dạ, thú thiệt là em cũng đã có kinh nghiệm làm một công ty bất động sản lớn rồi, nên anh cứ yên tâm, tin tưởng ở em. Dạ. Ôi trời, nếu được như vậy thì quá tốt. Dạ. Dạ. Dạ em cũng mong rằng em sẽ được đồng hành cùng với anh và công ty của anh trong dự án lần này ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi em chào anh ạ. Dạ. Yeah. Em bảo đảm với anh 99% là đối tác sẽ đồng ý hợp đồng này, chỉ còn 1% là xui thôi. Được hay không không quan trọng, anh chỉ cần cảm thấy mình đúng đắn khi nhận em vào công ty của anh. Dạ cảm ơn anh. À Vy à, bây giờ cũng chiều rồi, hay là anh đưa em về, sẵn mời em buổi chiều coi như là lời cảm ơn. Bữa thái được không anh? Sao vậy? À dạ em. Cho em nghe điện thoại. Alo chị nghe nè. Trời ơi nữa, sao hai đứa cứ gây rối hoài vậy? Bận quá, tự bày tự dẹp đi. À, em ơi em. Ờ nghe chị dặn nè, gọn gàng nha hai đứa. Ừ, chị không thích đồ vụn đâu. Gọn gàng nha, chứ chị về liền. Ừ ok, yêu hai đứa. Ai vậy Vy? Em gái hả? Ừ, dạ không, cháu và con của người yêu em. Thú thiệt á, là Vy thật là thú vị. À, theo tình anh được biết á, thì chắc ở nhà cũng không còn gì ăn đúng không? Bây giờ anh sẽ đưa Vy về, sẵn mua đồ ăn cho con và cháu của Vy luôn. Đi. Dạ. Đi ha. Đi ha. Dạ. Ngon. Công nhận lâu là bà nấu mì tôm cũng được hen. Vậy mà lúc nào bà thi bà cũng chê bà hết á. Thi mà bả mà khen hả, là núi sập đó. Tên 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 tên. Wow. Ồ, hai đứa ăn mì gói hả? Dạ. Nè, quà của hai đứa nè. Ghê ạ. Nè, em mua gì chị? Sếp của chị mua cho hai đứa. Sếp chị mua? Trời ơi, em không biết đâu nha. Làm gì có người con trai nào mà rảnh đến nỗi đi mua đồ ăn riêng cho nhân viên của mình. Nè, chị khai thật với em đi, chị định cắm sừng chú Tùng đúng không? Em là em không có chịu được nhau nha. Thôi đi, đừng có nói bậy. Tôi khai thiệt nè, tại vì sếp muốn cảm ơn chị, hôm bữa chị trông mẹ của sếp giùm đó. Hả? Em không tin đâu, làm gì mà có sự trùng hợp như vậy được. Chú đó giàu như vậy á, mà để mẹ bỏ đi,
Xong tự nhiên biết người ta có người yêu rồi còn chăm sóc quan tâm kiểu đó. Phải có cái gì đó mới được. Đúng rồi. Thôi đi, đừng có suy nghĩ lung tung. Dạ alo. Trời ơi, có khi nào chú tôi mất người yêu thiệt không? Yên tâm đi, chỉ vì không có chạy thoát được ba Tùng đâu. Mà tôi thấy làm vậy cũng tốt, tại vì tôi với ông được hưởng kế nè. Bà lúc nào chỉ nghĩ cho mình nhá, lúc nào cũng kêu là nhá, thương ba Tùng này nọ. Tôi là con trai mà tôi còn thấy chị Vi á yêu ba Tùng còn thiệt thòi và sư á, bà chả thấy thương nhỉ? Ủa, chứ ông đang ăn cái gì vậy? Nếu mà tôi là người xấu, tôi đâu có chia sẻ cho ông vậy. Đào Đào ơi, Đào Đào. Ủa, bé này đi đâu vậy ta? Dạ em nghe nè sếp. Hả? Dạ dạ có, hôm nay em ở nhà. Dạ chắc được. Để em nhắn địa chỉ qua cho anh nha. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, hồi trước giờ chăm em, bây giờ lại có thêm gì chăm bà nữa hả? Mai ơi đợi chờ, sẽ chẳng rời xa cho con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.